tạp chí Tiêu Điểm. Ngày 19 tháng 4 vừa qua cũng là thời điểm Úc chuẩn bị cuộc bầu cử liên bang. Solomon và Trung Quốc công bố hiệp ước an ninh không thỏa thuận song phương đã làm cho cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm và trở thành đề tài trọng điểm tranh luận tại Úc trong tuần qua. Sau đây, mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn của RFI Tiếng Việt với luật sư nhà báo Lưu Tương Quang. Xin chào và cảm ơn ông đã dành thời gian cho RFI Tiếng Việt. Thưa ông, Hiệp ước An ninh song phương Solomon và Trung Quốc được cho là đã giáng một đòn khá mạnh vào hình ảnh của nước Úc. Thậm chí, đây được coi là sự thất bại tình báo tồi tệ nhất của Úc trong hơn hai thập kỷ qua, theo như lời của Thượng nghị sĩ Rex Patrick. Cụ thể, đôi bên đã thỏa thuận những gì và ảnh hưởng thế nào đến nền an ninh quốc phòng của Úc ạ? Theo tôi, việc ký kết một hiệp định an ninh với đảo quốc Solomon nằm trong chiến lược bành trướng lâu dài của Trung Quốc trong vùng Nam Thái Bình Dương, đặc biệt là kể từ khi ông Tập Cận Bình trở thành Tổng Bí thư Đảng Cộng sản kiêm Chủ tịch nước kể từ năm 2012. Trung Quốc đã theo đuổi chính sách bành trướng và xác quyết chủ quyền mạnh mẽ với kế hoạch toàn cầu gọi là sáng kiến vành đai và con đường. Trong sách lược vươn ra toàn cầu này, Bắc Kinh coi hai khu vực phía Nam có tầm chiến lược quan trọng, tức là Biển Đông và vùng biển Nam Thái Bình Dương. Tại Biển Đông, Bắc Kinh hầu như đã hoàn tất kế hoạch quân sự hóa sau khi đã vi phạm chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải của Việt Nam. Tại Nam Thái Bình Dương, Bắc Kinh sử dụng sức mạnh kinh tế và tài chính và ngoại giao để thiết lập đầu cầu chiến lược mà quần đảo Solomon là một trong số các mục tiêu đầu tiên. Trước đó, tháng 3, 2022, do một bản thảo MOU đã rò rỉ trên mạng xã hội, người ta biết được Trung Quốc và Solomon đang thảo luận ký kết một hiệp định an ninh. Chính phủ Úc đã xác nhận bản thảo này và điều đó có nghĩa là Canberra đã biết được cuộc thảo luận đằng sau hậu trường. Văn bản chính thức của hiệp định như đã được ký kết chưa và không được bổ biến, nên chúng ta chỉ có thể dựa vào bản thảo đã được rò rỉ. Tuy nhiên, văn bản này mơ hồ và có thể diễn dịch nhiều cách đại khái. Hai bên ký ước đồng ý cho Trung Quốc triển khai lực lượng cảnh sát quân đội để bảo vệ an ninh cho viên chức Bắc Kinh và các cơ sở dự án của Trung Quốc tại Solomon Islands. Đồng thời, các tàu chiến Trung Quốc cũng có thể đến thăm viếng và thực hiện công tác tiếp vận hậu cần thông qua lãnh thổ Solomon. Chúng ta biết rằng quần đảo Solomon chỉ cách tiểu bang Queensland của nước Úc khoảng 2.000 km, nên sự hiện diện quân sự của Bắc Kinh là mối đe dọa rất lớn cho Úc Châu. Bởi vậy, nếu Bắc Kinh thiết lập căn cứ quân sự thì đó là một hành động vượt lằn ranh đỏ. Mặc dù Bắc Kinh và Thủ tướng Sagavare đều xác quyết là sẽ không có căn cứ quân sự của Trung Quốc tại đây, Bộ trưởng Nội vụ Karen Andrews và Bộ trưởng Quốc phòng Peter Dutton dự phóng là một khi đã thiết lập được đầu cầu quân sự tại Solomon, Bắc Kinh sẽ bành trướng đến các đảo quốc khác như Bắc Kinh đã từng chiếm đóng và quân sự hóa Biển Đông theo phương án tầm ăn dâu. Như ông đã nói qua, dù nhiều lần Thủ tướng Solomon khẳng định không có căn cứ quân sự nào của Trung Quốc được xây dựng trên quốc đảo. Tuy nhiên, cũng như các nhà lãnh đạo quốc tế và giới phân tích, Bộ trưởng Nội vụ Úc là bà Karen Andrews cho rằng trong vài năm tới, Trung Quốc có thể sẽ đưa quân đến Solomon và đó sẽ là con đường mà Bắc Kinh đi ở Thái Bình Dương. Xin ông cho biết qua một số phản ứng nổi bật của công luận quốc tế trước sự ra đời của hiệp ước này ạ. Tại Úc, chính phủ liên đảng tự do quốc gia không ngạc nhiên về hiệp định này. Thật ra, Thủ tướng Scott Morrison đã nỗ lực can thiệp để ngăn cản việc ký kết mà không thành công. Ông Morrison trong thời gian vận động bầu cử quốc hội liên bang đã gửi trưởng nhiệm hai cơ quan tình báo Úc và sau đó gửi nghị sĩ Zed Zelja, bộ trưởng phụ trách Viện trợ phát triển quốc tế và Thái Bình Dương, sự vụ đến Solomon để thảo luận vấn đề này với Thủ tướng Sogavare, nhưng đều không có kết quả như mong đợi. Trong khi Thủ tướng Sogavare đã xác quyết bên cạnh hiệp định an ninh với Bắc Kinh, Solomon vẫn duy trì hiệp định an ninh tương tự đã ký kết với Úc năm 2017. Đây là cơ sở pháp lý và thể theo lời yêu cầu của Thủ tướng Sogavare. Chính phủ Úc đã gửi cảnh sát và quân đội đến thủ đô Honiara hồi tháng 11 năm 2021 để tái lập trật tự sau khi quần chúng nổi loạn đã phá nhiều cơ sở của Trung Quốc. Một phần của lý do nổi loạn này là vì công chúng bất mãn với quyết định của ông Sogavare
khi bỏ rơi Đài Loan để thiết lập quan hệ với Bắc Kinh năm 2019. Nội tình chính trị Solomon cũng chia rẽ và lãnh tụ đối lập Matthew Wells cũng chống đối sự thay đổi chính sách này. Tại Mỹ, chính quyền Joe Biden cũng coi đây là diễn tiến quan trọng nên cũng đã loan báo một phái đoàn liên bộ bao gồm đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và cơ quan viện trợ USA do tiến sĩ Kirk Campbell hướng dẫn đi thăm viếng Solomon và kể cả Papua New Guinea, Fiji ở Nam Thái Bình Dương. Nếu Washington nghĩ rằng Thủ tướng Tagavare có thể đình hoãn ký kết để chờ thảo luận với phái đoàn Mỹ, thì kết quả ngược lại. Bắc Kinh loan báo hiệp định được ký ngày 19 tháng 4, tức là 2 ngày trước khi phái đoàn Kirk Campbell đặt chân đến Honiara. Tuy nhiên, nếu Bắc Kinh thiết lập căn cứ quân sự tại Solomon, thì Washington sẽ có phản ứng thích hợp. Thỏa thuận an ninh giữa Honiara và Bắc Kinh đã làm cho nội các đương nhiệm Canberra càng thêm bối rối trước thềm tổng tuyển cử vào ngày 21 tháng 5 sắp tới, bởi chính sách Nam Thái Bình Dương vốn dĩ là một trong những vấn đề chi phối trên bàn tranh luận giữa các đảng phái. Tính cho đến nay, cuộc bầu cử đã đi hơn nửa chặng đường. Vậy trong những ngày qua, hai đảng lớn nhất của Úc là Liên đảng Tự do Quốc gia, đảng Đương quyền và đảng Lao động, đảng đối lập đã tranh luận và đưa ra những chính sách ứng phó nào đáng chú ý ạ, thưa ông? Thông thường tại Úc, Liên đảng Tự do Quốc gia, thế lực chính trị bảo thủ, được coi là thế mạnh trong lĩnh vực an ninh quốc phòng so với đảng Lao động, thế lực chính trị trung tả. Bởi vậy, sự kiện một quốc đảo như Solomon ký kết hiệp định an ninh với Trung Quốc là một diễn tiến rất tiêu cực và làm bất lợi cho Thủ tướng Morrison. Sự thật là việc này càng khó bào chữa khi Solomon nhận được rất nhiều viện trợ của Úc dưới thời chính phủ Morrison, cũng đã có kế hoạch gọi là Step Up để cải thiện ban giao với các nước trong diễn đàn đảo quốc Thái Bình Dương. Trong khi đó, đảng Lao động hiện đang dẫn đầu chính phủ Morrison với chỉ số 53% chống 47%. Lãnh tụ đối lập ông Anthony Albanese liên tục chỉ trích Thủ tướng Morrison về điều mà ông gọi là sự thất bại ngoại giao lớn nhất của nước Úc kể từ sau Thế chiến thứ hai. Ông Albanese cam kết nếu thắng cử, chính phủ Lao động sẽ tăng thêm 500 triệu Úc kim trong vòng 4 năm vào ngân sách viện trợ phát triển Nam Thái Bình Dương và theo đuổi một nền ngoại giao năng động hơn. Thưa ông, có chăng Bắc Kinh đã có sự tính toán kỹ lưỡng khi quyết định thời điểm công bố khung thỏa thuận đúng lúc Úc diễn ra các cuộc vận động tranh cử và trở thành tâm điểm tranh luận để đào thêm hố sâu bất đồng trong nội bộ chính trường Úc chứ? Như tôi đã nói ở trên, bành trướng ảnh hưởng tại Nam Thái Bình Dương, một vùng chiến lược quan trọng như đã thể hiện trong Thế chiến thứ hai, là kế hoạch lâu dài của Bắc Kinh, và hiệp ước an ninh với Solomon có thể mở ra cơ hội cho Trung Quốc trong tương lai. Tại Úc, có nguồn dư luận cho rằng thời điểm ký kết không phải ngẫu nhiên mà xảy ra vào tuần lễ thứ nhì của cuộc vận động tranh cử Quốc hội liên bang. Bộ trưởng Nội vụ bà Karen Andrews đã lên nghi vấn này, phải chăng là vào thời điểm được chọn để có thể ảnh hưởng đến cuộc vận động tranh cử tại Úc. Đảng Lao động đã chụp ngay lời phát biểu này để yêu cầu chính phủ Morrison chia sẻ nguồn tin tình báo, một yêu cầu mà Thủ tướng Morrison đã không đáp ứng. Chính Bắc Kinh cũng đã phủ nhận cáo buộc can thiệp chính trị vào sinh hoạt bầu cử tại Úc. Tuy vậy, nếu không có chủ đích, ngày ký kết 19 tháng 4 mà Bắc Kinh lựa chọn trong thực tế đã gây ra một cuộc tranh luận kéo dài 2 tuần lễ và đem lại hậu quả rất tiêu cực cho Thủ tướng Morrison. Trung Quốc chắc chắn đã phải biết rằng trong hàng ngũ đảng Lao động Úc, một vài nhân vật chứng tỏ rất thân thiện với Bắc Kinh, chẳng hạn như phó lãnh tụ Richard Miles. Thủ tướng Morrison đã cáo buộc ông Richard Miles đã từng phát biểu rằng sự hiện diện quân sự của Trung Quốc tại Nam Thái Bình Dương không có gì đáng quan ngại. Nhìn lại chính sách Nam Thái Bình Dương trong những năm qua và thông qua các cuộc tranh luận, theo ông, thực tế hiệp ước Solomon Trung Quốc có thật sự là vấn đề quan trọng tác động lên lá phiếu tín nhiệm của cử tri dành cho Liên đảng Tự do Quốc gia và Đảng Lao động? Nhìn vào các trận hải chiến giữa hải quân Mỹ, Úc và Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai, không ai có thể lập luận các đảo quốc Nam Thái Bình Dương và quần đảo Solomon nói riêng là không quan trọng về mặt chiến lược. Trong cuộc vận động bầu cử quốc hội hiện nay tại Úc, việc Trung Quốc và Solomon ký kết hiệp định an ninh là một diễn tiến nổi bật. Theo tôi, nó có thể có ảnh hưởng đến kết quả cuộc bầu cử theo chiều hướng bất lợi cho Thủ tướng Morrison như tôi đã nói trên. RFI tiếng Việt cảm ơn luật sư nhà báo Lưu Tường Quang.